anh chị xài điện thoại Samsung thì anh chị nên biết trên cái bàn phím Samsung nó sẽ có tất cả những cái biểu tượng cũng như là những cái phím tắt nằm ở đây. Thì cái phần mà ở trên cùng của bàn phím Samsung được gọi là thanh công cụ bàn phím. Một số khách hàng sử dụng một thời gian thì thanh công cụ bàn phím này mất tiêu. Và đây, anh chị không thấy thanh công cụ bàn phím xuất hiện trên điện thoại anh chị nữa. Và để bật cái tính năng thanh công cụ bàn phím lên thì anh chị làm như sau. Anh chị vào cài đặt. Anh chị vuốt lên. Chọn vào mục quản lý chung. Sau đó, anh chị chọn vào cài đặt bàn phím Samsung. Anh chị kéo lên. Ở đây, anh chị thấy có chữ là thanh công cụ bàn phím. Anh chị bật lên. Vậy là xong. Bây giờ thì anh chị quay trở lại, bàn phím đã có thanh công cụ. Thường thì khi anh chị sử dụng bàn phím Samsung sẽ có hình bánh răng cưa ở đây để thao tác nhanh cũng như là hiệu chỉnh các cài đặt. Nhưng bây giờ mất đi thì anh chị không biết làm sao. Anh chị có thể làm theo video mà em vừa hướng dẫn là anh chị khắc phục được cái lỗi của anh chị đang gặp phải. Ngoài ra thì trên bàn phím Samsung có dấu ba chấm ở đây nếu như anh chị đang chạy hệ điều hành Android cao nhất. Ở đây thì anh chị có thấy rất là nhiều những cái phím tắt. Anh chị có thể là hoán đổi những cái phím tắt này cho nhau. Ví dụ như anh chị nhấn giữ lôi xuống và anh chị nhấn giữ cái phím ở dưới này lôi lên. Anh chị có thể sắp xếp lại bố cục trên bàn phím mà anh chị cần dùng. Anh chị cũng có thể bấm vào dấu cộng ở đây để thêm một số tính năng. Ví dụ như anh chị bấm vào đây, nhấn vào đây lôi lên, nhấn vào đây lôi hết lên luôn, sau đó bấm hoàn tất. Thì bây giờ anh chị bấm trở lại, anh chị thấy ở đây có các cái phím. Anh chị thích phím nào thì cứ bấm vào ba chấm và hoán đổi vị trí cho nhau, hoặc là nói dễ hiểu hơn là anh chị sắp xếp lại bố cục. Bây giờ thì em lôi cái bàn phím này xuống, em lôi cái kích cỡ bàn phím lên. Anh chị biết là cái kích cỡ bàn phím này là để chỉnh cái độ cao thấp của bàn phím. Nếu như những anh chị và cô chú lớn tuổi thì rất là thích những cái tính năng này. Đây, mình chỉnh cái chế độ cao thấp của bàn phím. Sau khi chỉnh xong á thì mình bấm đặt lại hoặc là bấm chữ hoàn tất ở đây. Nếu mà anh chị chỉnh xong anh chị không thích nữa thì anh chị đặt lại để quay về bố cục mặc định. Còn anh chị chỉnh xong mà muốn giữ nguyên cái thay đổi thì bấm hoàn tất. Vậy là xong. Bàn phím nó sẽ to hơn, dễ dùng hơn, dễ bấm hơn rất là nhiều so với lại cái bàn phím tiêu chuẩn mà hãng đã cài sẵn trên máy. Trên bàn phím Samsung, hình mặt cười này nghĩa là anh chị chọn tất cả những cái biểu tượng ở đây để anh chị gửi, tăng thêm cái vẻ hài hước cũng như là tăng thêm một cái vẻ chuyên nghiệp khi mà anh chị nhắn tin. Khi mà anh chị dùng cái bàn phím này xong thì anh chị chỉ cần bấm vào trong cái dấu chấm như thế. Đây là biểu tượng, còn đây là cái logo của cái bàn phím. Anh chị bấm vào đây, đây là biểu tượng. Tất cả những cái biểu tượng ở đây anh chị có thể bấm vào đây để lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong á, anh chị không thích nữa, anh chị muốn quay lại bằng phím chữ thì anh chị chỉ cần bấm vào đây là xong. Thì đây là cái cách mà anh chị sử dụng cơ bản cái bàn phím của mình. Và nếu như anh chị nào muốn mua phụ kiện điện thoại, anh chị muốn mua điện thoại hay là máy tính bảng vân vân, anh chị cần tư vấn sửa chữa thì anh chị có thể vào trong kênh Giao Huy uy tín. Số điện thoại em để sẵn trên màn hình, anh chị có thể liên hệ với shop ở bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị. Video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.